Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Các bạn chào mừng các bạn đến với hpphotoshop.com và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để blend màu sô cô la. Sô cô la thì mình đặt tên vậy thôi, nhưng thật ra nhìn nó như thế này này. Đây, cái hình gốc là của bạn Đạt Nguyễn ha, có bộ ảnh khá đẹp. Tuy nhiên thì có một bạn á, inbox vào trong fanpage của mình và yêu cầu mình blend cái màu này cơ. Đó, màu này với màu bạn Đạt Nguyễn là tương đối nó khác nhau. Tương đối khác nhau. Màu này nó hơi ngả sang sô cô la, kiểu nâu nâu á, giống sô cô la, cho nên mình đặt tên là sô cô la luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách blend màu giống kiểu như này ha. Đầu tiên thì đơn giản thì mình sẽ sao chép và mở vào trong Photoshop nè, tạo một file mới new, tự động lưu kích thước rồi, click OK và Ctrl V paste vô. Các bạn khỏi cần làm cái này cũng được, tại vì mình đem về mình so sánh thôi, nghĩa là lấy mẫu. Ở đây mình chọn một cái stock tương đối nó khác đi tí, cho nó phong phú vậy thôi ha. Mình lựa cái stock mà có cô gái thì nhìn là hai trái ớt, đúng không? Cái quả gì á. Rồi OK, thì đây cho nó nhanh ha. Sao bữa này đi. Đây, nhìn đầu chúng ta sẽ phân tích coi thử ra sao ha. Đầu tiên là cái màu cam, không, hình như là màu vàng. Các bạn so sánh thử, các bạn có thể thấy là nó tương đối nó màu vàng. Và màu phía sau, màu xanh lá cây nó chuyển sang hơi tối, nó đậm màu lại giống như kiểu màu lá úa rồi. Thì OK, mình sẽ làm cái cách này tương đối thôi, tại vì nó dễ dễ tí, không có quá khó. Nếu kiểu để ý thì như là cái màu màu cái màu của cái áo này nó hơi ám sang màu xanh 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 gì đó, xanh nước xanh lá cây luôn thì phải, nhưng mà nó hơi đậm sang xanh nước biển. Thì OK, quay sang đây ha. Chúng ta có cái hình góc, mình sẽ nhân đôi nó lên bằng cách là bấm Ctrl J. Các bạn vẫn thắc mắc chữ J là chữ gì? Đây, chữ J là chữ này nè, chữ J đó, nó nằm giữa chữ H với chữ K đó. Đâu rồi, lên đó, đây là chữ chay này. Chữ chay trong chữ đi chay á ha. OK, vậy đi, cần chun chay lên, hoặc không các bạn bấm chuột phải và chọn là duplicate layer, nó y chang thôi. Rồi OK, sao có rồi. Thì cái cách làm của mình á, đa phần lúc đầu thì lúc nào cũng là một cái bước khá là kinh điển, là chọn vào adjustment layer này, chọn là gradient map. Đó, và từ gradient map này mình sẽ click vô trong cái giải màu ha, và chọn luôn cái màu gốc luôn này, có sẵn rồi, Photoshop cho sẵn rồi, cái màu này ha, tên là cái gì, là violet orange, màu tím sang màu cam. Rồi click OK, ta sẽ có một cái layer như thế này, là cái layer cái màu này ha. Thì đây mình sẽ chuyển nó sang là soft light. OK, vậy cũng được rồi, mình giảm nó đi tí xíu thôi, cỡ khoảng 60 ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chuyển màu cái lá, để coi, mình sẽ vào Hue Saturation. Từ cái thẻ này thì đây mình muốn chuyển màu chủ yếu là màu xanh lá cây, thì mình sẽ chuyển sang xanh lá cây này. Các bạn có thể thấy là đây cái dạng màu nó tương đối nhiều, nó từ xanh lá cây đậm cho tới hơi hơi một chút màu xanh dương, hơi hơi có cả màu vàng nữa. Cho nên là đây mình sẽ mở rộng cái dạng màu ảnh hưởng này ra. Có nhiều bạn không để ý cái dạng màu phía dưới này, mà chúng ta chỉ có chỉnh trên này không thôi thì nó hơi gọi là hơi lãng phí cái chức năng của cái thằng Hue Saturation ha. Đây chúng ta có thể mở rộng cái dải ảnh hưởng ra, ví dụ như là đây mình sẽ tăng sáng, các bạn coi thử. Thì đây là nó sẽ, khi chúng ta kéo này, nhá, chúng ta càng kéo ra thì nó càng ảnh hưởng vào nhiều vùng ha. Vậy thôi, nhưng mình tạm thời để nó về không hết. OK, thì đây mình sẽ mở rộng nó ra tí xíu, có thể là qua đây sẽ giảm bớt saturation đi nè. Các bạn có thể thấy là cái màu xanh lá cây đã bị giảm saturation đi rồi, nó giảm cái màu đi ha. Mình sẽ chuyển nó sang cái màu hơi vàng vàng, nâu nâu tí, hue, độ sáng hue nữa, mình sẽ kéo dài ra. Đó, các bạn sẽ thấy nó hơi chuyển. Mình sẽ để cho nó vừa phải thôi. Rồi OK, vậy thôi. Tới đây nhìn có vẻ nhìn có vẻ giống giống rồi đấy, mới có hai bước thôi, nhưng mà cứ từ từ, cứ từ từ. Đây mình sẽ xử lý lại cái thằng mặt của cô người mẫu này ha. Cái mặt của cô người mẫu này thì có vẻ như là ảnh hưởng nhiều là bởi cái thằng gradient map, cho nên là mình sẽ click vô trong cái layer mask của thằng gradient map, chọn một cái brush,
Sẽ chọn là brush màu đen hoàn toàn, và mình sẽ để opacity khoảng 50, flow khoảng nhiêu đấy thôi. Mình sẽ dùng cái brush màu đen này mình tô vào layer mask của cái này ha. Ok, nên mình sẽ lại đâu rồi. Chưa hết rồi. Rồi, vậy thôi. Đây mình sẽ cho nó tăng lên tí xíu. Bấm chuột phải này, chọn hardness bằng 0% thôi để cho nó cọ nó mềm. Ở đây chúng ta sẽ vẽ vào trong mặt cô gái để cho nó cái màu nó không có bị ảnh hưởng, không bị ém lên ha. Đó, đây có thể tắt bờ, các bạn sẽ thấy là nó ổn hơn. Như hồi nãy thì nó hơi có vấn đề tí. Rồi, hình như là đây có xử lý mắt nữa, nhưng mà cái stop của mình thì mắt nhìn ở chỗ khác rồi, cho nên nó không còn cái gì nữa. Thì đây mình sẽ cho mặt nó sáng lên. Nó sáng lên cần không ta? Nghĩ là không cần, tại vì mặt đấy tương đối nó sáng rồi. Ta có thể chỉ cần đánh khối lại thôi. Đánh khối thì đây mình sẽ không làm, tại vì nó tốn thời gian. Các bạn coi lại cái tút đánh khối trong channel HP Photoshop.com của mình ha. Rồi, đây mình sẽ thêm một số bước nữa. Ví dụ như là mình sẽ cho nó có tí màu hồng hồng ở chỗ vùng cô gái chẳng hạn, thế click OK thôi. Chọn soft light. Ở đây mình vừa một tạo một cái lớp gọi là lớp color fill, tức là đúng một màu thôi ha. Mình sẽ chuyển cái layer mask này lại thành màu đen bằng cách là chọn cái xô màu này, chọn màu đen, click cái kịch, hoặc không thì nó đang là màu trắng chẳng hạn, thế mình sẽ bấm Ctrl Y. Y trong chữ invert tức là đảo ngược màu lại, thì đang màu trắng nó sẽ chuyển qua màu đen ha. Sau chúng ta tiếp tục sử dụng một cái brush, mà đây không phải là brush màu đen nữa mà là brush màu trắng, và chúng ta sẽ bôi sơ sơ vào mặt cô gái, sơ sơ thôi. Hơi nhiều rồi. Từ đây chúng ta sẽ giảm opacity đi khoảng cỡ bao nhiêu cho nó vừa ta, đây, khoảng cỡ 30 20 gì đó, tí xíu vậy thôi. Rồi, ha, có thể sử dụng tí này để xóa bớt một số chỗ đi. Rồi, ok. Đây, tiếp theo là cái vùng nó hơi sáng thì mình sẽ sử dụng level hoặc curve. Mình sẽ sử dụng level đi cho nó nhanh. Mình sẽ kéo level phía tối này vào tí xíu để cho nó vùng tối nó tăng cái vùng tối lên, tức là làm cho cái ảnh của chúng ta nó tối đi. Đó, tí xíu vậy thôi. Rồi, rồi, để cho cái hình nó lung linh hơn ha. Có thể thấy là đây có một số cái đốm đốm giống như kiểu cái hoa mà chụp ở nó ở gần quá nó bị blur đi. Đây giống như kiểu thế này thì ở đây không có thì nhìn nó hơi nó có vẻ trống vắng tí. Cho nên là mình sẽ tạo thêm ảnh gốc không có thì mình tạo thêm bằng cách là dùng brush thôi. Thì đây mình sẽ tạo một cái layer mới, Ctrl Shift N, Ctrl Shift N tạo layer mới, thì click OK, nó sẽ ra một cái lớp layer trắng. Đây mình sẽ chỉnh ngược lại lên 100%. Còn cái màu thì mình sẽ lấy cái màu của cái hoa luôn. Mình sẽ đè phím Alt+F. Đè phím Alt+F ha, thì mình sẽ click vào giữ chuột thì nó sẽ hiện ra cái ring. Nếu các bạn không có hiện cái ring á, bạn chuyển qua bên cái eyedropper này, các bạn hiện cái show sample ring, thì lúc chúng ta sử dụng cái Alt+F này thì nó sẽ hiện ra cái sample ring ha. Đây mình sẽ lựa một cái màu cam tương đối sáng tí. Rồi, ok. Thì đây mình sẽ click, các bạn có thể thấy là khi chúng ta click không như vậy á thì nhìn nó không có đẹp. Cho nên là ở đây có vẻ như là mình sẽ sử dụng một cam tối hơn tí xíu. Rồi, ok. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng một cái chức năng là của thằng brush. Nếu các bạn không thấy đây cái brush này ha, nếu các bạn không thấy, các bạn có thể bấm F5 hoặc là vào vào Window và chọn là brush, brush F5 này, nó sẽ hiện ra. Thì ở đây chúng ta sẽ cho cái hardness nó lên tí xíu thôi, khoảng cỡ mấy phần trăm thôi. Spacing thì nó tăng lên tí xíu. Chúng ta chuyển qua Shape Dynamic. Bình thường nó sẽ như thế này, chúng ta sẽ tăng lên tí xíu để cho nó cái hình dạng của nó dynamic, tức là nó hơi ngẫu nhiên, tức là có cái to cái nhỏ, cái to cái nhỏ. Tiếp theo là vào scattering, tức là cái khoảng cách của nó. Đó, ngẫu nhiên, mình kéo lên tí xíu thôi. Và tiếp tục là transfer. Transfer này thì mặc định như này ha. Transfer là cho có cái đậm của cái nhạc. Chúng ta kéo lên tí xíu cái opacity chiller thôi ha. Rồi đây chúng ta đã xong cái brush, thì chúng ta đã có cái layer mới rồi. Giờ chỉ việc click có vẻ cái brush này nó hơi to, mình sẽ cho nhỏ lại tí xíu. Các bạn có thể bấm phím tắt để to, phóng to và thu nhỏ cái brush bằng cái phím ngoặc vuông ha, đóng mở, ngoặc vuông đóng mở.
Thì đây mình sẽ cho kích thước cỡ này, mình sẽ kéo click click vậy thôi. Ở dưới là mình sẽ cho to hơn tí xíu. À, rồi giảm opacity đi khoảng cỡ bấy nhiêu thôi. Để click thêm cái click. Rồi ok. À. À, để đây nhìn đẹp không ta? Không. Ok vậy thôi. Đó. Rồi ok thì đó là tạm thời là tương đối xong. À, có thể chỉnh sửa thêm tí xíu nữa. Da mặt bên này thì mình cảm thấy hơi vàng. Ok thôi được rồi. Chỉ có cái tút này chỉ plain thôi cho nên mình sẽ không làm gì thêm. Nhớ tham khảo thêm những cái tút khác trong channel của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi cái tút này. Nhớ like, share, subscribe và click quảng cáo nếu các bạn thích ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.